Phương trong lòng nghĩ là xì dầu. Chưa là xì dầu đó. Bữa đọc comment thấy có các bạn nói là sao không thấy nấu cho con anh ăn, toàn thấy nấu cho vợ ăn không vậy. Thì lý do chính là TikTok rất là nghiêm khắc về cái chuyện là có con nít xuất hiện trong video. Ngoài ra quay nó cũng rất là khó hợp tác nữa. Mà thôi, hôm nay để cho nó lên hình cho nó vui vui tí. Với lại hôm nay tôi sẽ làm cái món mà hai cha con tôi đều rất là ghiền, đó là thịt heo quay làm bằng nồi chiên không dầu. Thì cũng như là các công thức heo quay bình thường khác thôi, dùng cái nĩa để đâm thủng da sau khi luộc cho nó dễ nổ. Còn đây là dĩa gia vị ướp, trộn đều gia vị này, sau đó ướp vào phần thịt nạc bên dưới. Tôi đã cắt dọc vài đường để cho thịt nó dễ thấm hơn. Bước tiếp theo là gói thịt lại bằng giấy bạc. Công đoạn này chủ yếu là để cho phần thịt nạc ở bên dưới nó không bị khô với lại cháy khi mà nướng, tại vì phần da ở trên nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian để nướng cho nó nổ giòn được. Sau khi gói xong thì bỏ vào tủ lạnh trong khoảng 3 tiếng. Trong khoảng thời gian này thì tôi sẽ chuẩn bị làm phần cơm. Rồi đây là phần gia vị để nấu cơm mỡ gà, cơm màu vàng vàng giống như ở ngoài tiệm á. Nhưng mà vì hôm nay không có luộc gà cho nên không có nước để nấu, nên tôi sẽ thay bằng một ít bột nêm và dầu ăn, sau đó thì bỏ cơm vô nồi rồi nấu bình thường thôi. Còn đây là nhân vật chính của ngày hôm nay, chiếc nồi chiên không dầu Xiaomi tôi mới vừa mua ở Cellphone S. Trước giờ bên Cellphone S tưởng đâu họ chỉ bán điện thoại, nhưng mà thật ra họ có bán thêm đồ gia dụng nữa, nhất là đồ của Xiaomi. Ngoài việc có chức năng đầy đủ như một chiếc nồi chiên không dầu bình thường á, thì có một cái lý do mà tôi mua nồi chiên không dầu này, tại vì nhà tôi cũng có kha khá đồ của Xiaomi rồi, giống như cái nồi cơm điện này nè. Nên nhiều khi nấu nướng tôi chỉ cần bấm nút trên app thôi, rồi hẹn giờ nấu cho các thiết bị nhà bếp này là xong. Nè, cái nồi chiên nó chạy được một nửa nó sẽ thông báo là kêu mình lật đồ ăn lại đi. Đúng là đồ của Xiaomi nó xịn ghê. Rồi sau khi nướng cho nó nổ giòn phần da rồi thì có thể bỏ lớp giấy bạc ra, cho vô nồi thì một lần nữa để nướng thơm cái phần thịt bên dưới. Thời gian nướng và gia vị ướp trong video tôi sẽ để cuối clip nhé. Nhưng mà ở thời gian này tôi thấy nó vẫn chưa đủ giòn á, da nó còn hơi cứng một chút xíu, cho nên là tôi sẽ để thêm thời gian gợi ý trong mặt kép, thêm tầm nửa tiếng nữa thì nó sẽ ngon hơn. Bây giờ bước cuối cùng là tôi sẽ chia sẻ cái công thức làm nước chấm của nhà tôi hay ăn. Sau khi băm nhỏ hành gừng thì cho một muỗng đường và một ít dầu nấu sôi đổ vô, đổ thêm nước tương vô là sẽ hoàn thành cái món nước chấm rồi. Giờ để chấm cho ăn thử coi nó giòn chưa nhé. Thì như tôi nói ban nãy, thực ra nó còn hơi cứng một chút xíu, nên tôi sẽ gợi ý cho các bạn thời gian nướng và gia vị ướp giống như thế này nhé. Hơi cứng không? Ừ, cứng. À, cho thêm nổ thêm xíu. Cứng nữa mẹ. Nước chấm thì xuất sắc. Ừ. Nước chấm này có thể chấm gà, chấm heo quay. Có 4 thứ thôi. Tỏi, hành. Không, gừng, hành. Gừng, hành. Đường với nước tương. Nước tương hả?